Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội xin kính chào quý bạn đọc. Chào mừng bạn đọc quay lại với chuyên mục Sách hay hàng tuần ngày hôm nay. Tuần này, bộ phận học liệu xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Mùn Hoa Ê Phán Kyong liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội Hàn Quốc, được biên soạn bởi tác giả Kim Chan Ho. Tác giả Kim Chang Ho từng tốt nghiệp khoa xã hội học trường Đại học Jeonse, hiện tại ông là giáo sư thỉnh giảng của khoa nghệ thuật tự do của trường Đại học Seongkong-hwae. Cuốn sách này là những suy ngẫm của tác giả về cuộc sống hàng ngày của con người Hàn Quốc và cách để tạo nên một nền văn hóa đang sống trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đang thay đổi một cách nhanh chóng. Tác giả đã rất xuất sắc trong việc khiến bạn đọc có thể nhìn thấy những không gian khác nhau trong xã hội Hàn Quốc bằng con mắt xa lạ, bằng cách tiếp cận mới. Cuốn sách là một trong những kỷ lục khám phá về cuộc sống và văn hóa của con người Hàn Quốc. Nó tập trung vào 30 không gian văn hóa đời sống cụ thể, qua đó nhấn mạnh rằng văn hóa có thể ảnh hưởng tuyệt đối đến cuộc sống của con người, nhưng suy cho cùng chính con người mới là người tạo nên văn hóa. Trong khi hầu hết các cuốn sách về khoa học xã hội không dễ dàng tiếp cận được bạn đọc bởi những khái niệm, những phân tích khó hiểu, thì cuốn sách này đã cung cấp những ví dụ thực tế rất là phong phú, đặc biệt những phân tích suy nghĩ sâu sắc của tác giả gắn với những tình huống văn hóa cụ thể trong cuộc sống. Ngoài ra, những vấn đề cần được suy nghĩ thì được đặt ở mỗi chương sẽ tạo ra tư duy phê phán để cùng nhau nghiên cứu, suy ngẫm về nền văn hóa Hàn Quốc. Nếu các bạn có mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực văn hóa xã hội Hàn Quốc thì đừng bỏ lỡ cuốn sách này nhé. Bạn đọc có thể mượn cuốn sách này tại thư viện tầng 2, tòa C3, khoa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với số đăng ký cá biệt là K.02916.